hé lộ câu nói của bố chồng khiến Lâm Khánh Chi phải bật khóc. Sau hơn 10 ngày tổ chức hôn lễ bạc tỷ với ông xã kém 8 tuổi, Phi Hùng, Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh cuộc sống hôn nhân với báo giới. Trong một bài phỏng vấn cho một trang điện tử cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi đã lần đầu tiên tiết lộ những câu chuyện xúc động xung quanh cuộc sống với gia đình chồng. Lâm Khánh Chi cho biết, bố mẹ chồng cô không hề đặt nặng vấn đề chuyển giới và dành cho cô rất nhiều tình cảm, yêu thương như con ruột trong nhà. Đặc biệt, chỉ vì một câu nói của bố chồng mà Lâm Khánh Chi đã bật khóc vì xúc động. Bố mẹ nói rằng chưa bao giờ xem Khánh Chi như người chuyển giới, Khánh Chi xứng đáng được hạnh phúc. Bố còn nói rằng có rất nhiều người phụ nữ không sinh được con và Khánh Chi là một trong những người phụ nữ đó. Khánh Chi có thể sinh con nuôi từ con của dòng họ. Những người gặp khó khăn, không có điều kiện nuôi con. Câu nói của bố chồng làm Khánh Chi rơi nước mắt. Khánh Chi vô cùng xúc động vì câu nói đó. Lâm Khánh Chi chia sẻ, trước đó, Lâm Khánh Chi từng tiết lộ, ở lễ dạm hỏi, bố mẹ cô đã thách cưới một cặp đèn cầy để thắp trong ngày trọng đại. Thế nhưng, gia đình chồng cô vẫn chuẩn bị tặng nhà và nhiều vật lễ giá trị như trang sức để đón Lâm Khánh Chi về làm dâu. Và trong lễ rước dâu, số trang sức bằng vàng mà gia đình chồng tặng Lâm Khánh Chi đã gây bất ngờ lớn cho mọi người vì quá nhiều và giá trị. Cụ thể, nữ ca sĩ được mẹ chồng đem tặng 6 chiếc kiềng vàng, một dây chuyền vàng, một vòng tay lớn bằng vàng và đôi bông tai bằng kim cương. Bên cạnh đó, gia đình chồng Lâm Khánh Chi cũng mang đến nhà để hỏi cưới cô, vật lễ là chiếc áo dài được thêu họa tiết tỉ mỉ, đẹp mắt. Ngoài ra, bố mẹ chồng Lâm Khánh Chi đã chuẩn bị sẵn một căn nhà riêng ở Vũng Tàu để dành tặng vợ chồng cô sau ngày cưới.